thế giới có hơn 1 triệu ca bệnh. Tính đến 6 giờ sáng ngày 3 tháng 4, toàn thế giới có 1.013.709 người mắc và gần 53.000 người tử vong vì Covid-19. Hơn 10.000 người chết tại Tây Ban Nha. Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha có thêm 961 ca tử vong. Đây là mức tăng hàng ngày cao nhất tại nước này từ khi dịch bệnh bùng phát, nâng tổng số người tử vong lên 10.348. Mức tăng ca nhiễm mới trong 24 giờ qua thấp hơn so với mức trung bình trước đó. Điều này cho thấy biện pháp phong tỏa dường như đang phát huy hiệu quả trong việc ngăn virus lây lan. Italy tiếp tục là tâm dịch của châu Âu. Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 4.668 ca bệnh mới và 760 người tử vong. Tới nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 115.242 ca nhiễm bệnh và 13.915 ca tử vong vì Covid-19. Chính quyền Italy đã áp lệnh phong tỏa cả nước để ngăn đại dịch từ ngày 9 tháng 3 đến hết ngày 3 tháng 4. Tuy nhiên, Thủ tướng Italy cho biết biện pháp kiểm soát này sẽ chưa được dỡ bỏ ít nhất đến ngày 13 tháng 4. Anh ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này, 569 ca, nâng tổng số người chết lên 2.921. Thủ tướng Johnson cho biết xét nghiệm là cách để giải quyết câu hỏi về việc virus đang ở đâu, là cách để chúng ta đánh bại nó. Pháp ghi nhận số ca tử vong trong ngày nhiều nhất thế giới trong 24 giờ qua, lên tới 1.355 người, nâng tổng số người chết vì dịch lên 5.387. Tính đến nay, Pháp có gần 60.000 người nhiễm Covid-19. Đức ghi nhận thêm 176 trường hợp tử vong vì dịch, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 1.107, trong khi số ca mắc bệnh hiện là 84.788. Số người mắc Covid-19 ở thủ đô Berlin đang tiếp tục tăng, lên gần 3.000 trường hợp và 19 ca tử vong. Chủ tịch Quốc hội Iran dương tính với SARS-CoV-2. Hôm qua, đài truyền hình quốc gia của Iran đưa tin, Chủ tịch Quốc hội của nước này đã có kết quả dương tính với Covid-19. Chính trị gia 62 tuổi này trở thành một trong những quan chức hàng đầu của Iran nhiễm bệnh. Tính đến sáng nay, Iran có hơn 50.000 ca nhiễm và 3.160 người tử vong vì Covid-19. Các bệnh viện tại Mỹ thiếu trầm trọng máy thở. Mỹ 24 giờ qua ghi nhận thêm 708 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 5.810. Số người mắc bệnh hiện đã lên tới 240.511, tăng thêm 25.508 ca so với trước đó một ngày. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca bệnh nhiều nhất thế giới. Chịu thiệt hại nặng nề nhất là bang New York tâm dịch tại Mỹ. Thống đốc bang New York ngày 2 tháng 4 cho biết, tiểu bang chỉ còn đủ máy dùng cho người bệnh thêm 6 ngày nữa. Tình trạng thiếu trầm trọng máy thở khiến Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã phải tuyên bố kích hoạt đạo luật sản xuất quốc phòng để giúp các công ty sản xuất máy thở cho bệnh nhân Covid-19 nhận được nguồn cung cấp nguyên liệu họ cần. Các nước phương Tây kêu gọi đeo khẩu trang. Tổng thống Mỹ tối ngày 2 tháng 4 giờ địa phương cũng khuyên người dân mang khẩu trang hoặc dùng khăn che mặt, cho biết Mỹ sắp đưa ra các hướng dẫn về việc này tại các khu vực điểm nóng dịch Covid-19 tại New York, cũng kêu gọi người dân che mặt khi ra đường hoặc ở gần người khác. Tuy nhiên, người dân không nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế, mà có thể là khăn hoặc bất cứ gì họ có thể tự tạo ra ở nhà. Nhà chức trách Đức cho biết họ cũng đang cân nhắc làm điều tương tự. Cộng hòa Séc cũng đang đưa ra khuyến cáo nên đeo khẩu trang. Khi bằng chứng về tác dụng của khẩu trang ngày càng rõ, người ta phải tự hỏi rằng, nếu đeo khẩu trang từ tháng 1 thì các nước phương Tây đã giảm được bao nhiêu ca nhiễm virus? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Vì thế, hãy theo dõi kênh của Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất các bạn nhé!